chào quý vị và các bạn. Mặc dù bão số 1 đã suy yếu thành vùng áp thấp, nhưng hoàn lưu vùng áp thấp vẫn tiếp tục có mưa vừa và mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay. Nguy cơ cao sẽ xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, bao gồm cả Nam Tây Bắc. Sang ngày mai, do hoàn lưu vùng xoáy thấp tan đi, thay vào đó là vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động trở lại, nên mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm hẳn cả về diện và cường độ, đồng thời nền nhiệt có xuống tăng nhanh. Một vài nơi sẽ bắt đầu xuất hiện nắng nóng. Đối với các tỉnh ven biển miền Trung, hoàn lưu vùng xoáy thấp tan đi cũng sẽ khiến thời tiết tại các tỉnh phía Bắc miền Trung chuyển tốt lên. Mưa chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi, đồng thời ngày mai nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại trên một số khu vực vùng núi phía Tây. Ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết khá ổn định, có mưa dông vài nơi vào đêm và chiều tối. Ngày mai nắng sẽ gia tăng thêm về cường độ và nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ với mức nhiệt từ 35 cho tới 36 độ. Bão số 1 mặc dù đã suy yếu và tan đi nhưng trường gió phía Tây Nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn hoạt động với cường độ khá mạnh. Do vậy, trên cả hai khu vực này vẫn còn xuất hiện mưa diện rộng vào buổi chiều tối. Trong cơn dông đề phòng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Ban ngày trời nắng nên vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Thưa quý vị, thuộc hai xã Thanh Bình và Quế Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Cù Lao Dài thu hút khách bởi vẻ mộc mạc của miền quê Nam Bộ với những vườn cây trái trĩu quả và cả những giai điệu đờn ca tài tử văng vẳng xóm làng. Hiện đang trong mùa sầu riêng, chôm chôm, măng cụt nên du khách có thể thỏa thích thưởng thức các loại trái cây này giữa không gian xanh mát của miệt vườn. Ngoài trái cây thì bánh xèo cũng là một món ăn ngon mà du khách không nên bỏ qua. Thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo như sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Khu vực Tây Bắc Bộ. Từ đêm nay, mưa bắt đầu có xu hướng giảm dần về và thời tiết sẽ chuyển tốt hẳn từ ngày mai. Đồng thời, một vài nơi ở khu Tây Bắc xuất hiện nắng nóng trở lại, như Sapa với nhiệt độ từ 19 cho tới 26 độ, Điện Biên là 25 cho tới 34 độ và Tam Bảo nhiệt độ sẽ dao động từ 22 cho tới 27 độ. Khu vực Đông Bắc từ đêm nay mưa cũng sẽ giảm dần cả về diện và cường độ. Ngày mai thì do vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động trở lại nên ở khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng khả năng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Hà Giang, Hạ Long, Hải Phòng sẽ từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất vào trưa mai từ 32 cho tới 35 độ. Khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân, mưa cũng có xu hướng giảm dần từ đêm nay. Sang ngày mai, nắng nóng khả năng sẽ xuất hiện trở lại trên một số khu vực vùng núi phía Tây với mức nhiệt cao nhất từ 35 cho tới 36 độ. Tại một số điểm du lịch như Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng và Huế thì nhiệt độ sẽ dao động từ 22 cho tới 23 độ. Nhiệt độ là 25 cho tới 34 độ đối với Phong Nha Kẻ Bàng. Khu vực miền Trung Nam, phía Nam đèo Hải Vân, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối, ngày nắng có nơi nắng nóng, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ cao nhất từ 34 cho tới 35 độ, riêng tại Bà Nà thì nhiệt độ hầu như không quá 28 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, trong cơn dông thì đề phòng có gió giật mạnh. Nha Trang nhiệt độ từ 27 cho tới 35 độ, nhiệt độ tại Mũi Né là từ 26 cho tới 34 độ, còn Vũng Tàu là từ 26 cho tới 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tại Pleiku, nhiệt độ là từ 20 cho tới 27 độ. Nhiệt độ tại Buôn Ma Thuột là từ 22 cho tới 30 độ. Còn tại Đà Lạt, nhiệt độ sẽ dao động từ 17 cho tới 24 độ. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng, Tây Ninh nhiệt độ từ 24 cho tới 33 độ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong ngày cũng hầu như không quá 33 độ. Còn tại U Minh, nhiệt độ từ 24 cho tới 32 độ. Du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, thời tiết chưa mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo bởi có mưa rào và dông rải rác vẫn duy trì trong cơn dông, đề phòng gió lốc và gió giật mạnh. Riêng tại Côn Đảo thì gió Tây Nam sẽ là cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 25 cho tới 32 độ. Với đảo Phú Quốc thì gió Tây Nam cấp 4 tới cấp 5, nhiệt độ từ 24 cho tới 30 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt. We'll be right back.